Chào các bạn, rất vui gặp lại các bạn trong video clip ngày hôm nay. Hôm nay mình sẽ giới thiệu các bạn một cái bộ cần máy ngang. Đây là một cái bộ cần máy ngang thuộc dòng bạo lực như các bạn, của thương hiệu Banat. Banat là một cái thương hiệu dụng cụ câu cá cực kỳ nổi tiếng của Hàn Quốc. Cái cần này là cái cần Banat Combender C682H 682, chiều dài của nó là 2m04. H là cái độ cứng heavy, độ cứng H. Độ cứng này cực kỳ cứng nha các bạn. Đây là cái phần cán này các bạn. Cán của cây cần này là bằng chất liệu EVA. Chất liệu carbon. Cái khúc góc là chất liệu carbon sáng ít, còn cái khúc đọt là carbon sáng vân ngang. Bát máy tay cầm, cái tay cầm là bằng chất liệu EVA luôn nha các bạn. Bát máy là bát hãng của thằng Banat Lesima. Đây này là bát hãng của thằng Banat, chất liệu carbon sáng sáng ít. Khoen là khoen Fuji Orin carbon sáng ít. Cái này chiều dài của nó là 2m04 này. Tải mồi của cái cây cần này là 100 đến 400 gram. Tải mồi của nó là 100 đến 400 gram. Cây này được sản xuất tại nhà máy Banat ở Trung Quốc, Made in China. Đọt của cây cần này là đọt 2 ly. Đọt 2 ly nha các bạn, rất là cứng. Độ cứng heavy, độ cứng H. Khuyên Fuji. Còn Banat Lesima Combender C682H. Còn khuyên Fuji. Các bạn mua hàng thì liên hệ trực tiếp số điện thoại trên video. Các bạn có thể comment để lại số điện thoại, shop sẽ liên hệ lại tư vấn thêm cho các bạn. Các bạn có thể vào website adocau.com, xem thêm thông tin chi tiết và đặt hàng. Cảm ơn các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong những cái video tiếp theo.